viên kinh doanh đi gặp khách mà không được đi vệ sinh. Cái nhu cầu vệ sinh là cái nhu cầu có, nhưng mà anh đã nói rất là nhiều lần là bởi vì sao? Không phải là một lần mà có nghĩa là trong quá khứ đã có rất là nhiều lần, tức là mỗi ngày đến công ty đi vô vệ sinh nửa tiếng, xong đi ra nửa tiếng là một ngày đi hết ba lần là 1.5 tiếng, sau đó đi gặp khách, mà xui nhất là lúc tự nhiên đi gặp khách, đúng không? Thì anh đã nói rồi, nó có những cái mà người ta có thể tập được. Mình nói là bản năng là đói ăn khát uống đau bụng thì đi vệ sinh thì tự động, cái đó là cái nhu cầu của em rồi, nhưng mà em có thể biến nó thành một cái thói quen được. Ví dụ thay vì buổi sáng lúc nào cũng đi tới lúc 8 giờ cũng đi vệ sinh, sau đi tới 9 giờ, thứ nhất là công ty có 1-2 cái toilet nó kẹt, người khác thì không được đứng ngoài chờ, đúng không? Là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là tự nhiên một ngày nó tốn cả gần 2 tiếng đồng hồ để đi vô nhà vệ sinh, đúng không? Thì mình hãy tập đi, ví dụ như mình tập là mình sẽ đi vệ sinh vào lúc 3 giờ sáng đi. 3 giờ sáng mình đang ngủ, tự nhiên mắt vệ sinh của em hoàn hồn, tỉnh ngủ dậy em vô nhà vệ sinh là em lợi được một cái rồi, đúng không? Anh không có chắc đấy. Nhưng mà tự nhiên đang ngồi khách xong đang đau bụng quá vô vệ sinh nửa tiếng thì khách có thông cảm điều đó không? Đúng không? Cho nên là cái đây là một trong những cái mà làm cho mình, nói chung là cái người khách họ biết em đi vệ sinh, nhưng mà đi quá lâu như vậy thì nó kỳ, nhưng mà anh đang ngồi đây thì không có người hỗ trợ được, cũng phải quê chứ, đúng không? Không phải là anh trách nhân viên kinh doanh đi vệ sinh lâu một ngày đi làm, nhưng mà đôi khi nó có những cái mình phải biết cân đối. Cái đó là cái nhu cầu của em, nói ra thì kỳ quá, giống người ta nói là không cho đi vệ sinh, không phải là không cho đi, nhưng mà phải tập làm sao đó để mình có cái thói quen tránh những giờ cao điểm, được chưa? Yeah.